Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn mình đến hôm nay là huyện Long Phú của Sóc Trăng. Chỗ bạn Công, xin mời. Chào Công ơi. Chào anh và anh Hoài. Rồi. Chào cô chú và anh chị mọi miền Tổ quốc. Rồi. Nay em có lên clip giới thiệu gì đây? 8 cây trang và 2 cây phôi mai tàn với 1 cây tú quý tàn. Cho anh số điện thoại. Dạ, không, số điện thoại em là 0945817308. Em tên ship. Công, chương trình phối ship em là toàn quốc hết. Rồi, dạ. Mời. Rồi, số 1 anh ơi. Số 1 nha anh. Trang đỏ lấy nhỏ nha anh. Này hơi bị xỉu nhẹ nha cô chú. Bứng hơi cái ấy, em bơi ấy đế hơi nhẹ nha. Không tứ em. Chết nha, em bao chết nha cô chú anh chị. Em có tứ không? Tưới mà, không tưới anh ơi. Hôm qua mấy bữa nay đi bứng cây quá. Nói chung là lá nhỏ, dạ, lá bông nhỏ, đỏ. Bông đỏ. Rồi, một cốt nha cô chú. Em này là mã số 1, một dạ, cốt. Một cốt. Rồi, đo luôn. Quành của em đó là 11 cô chú ơi. 11 anh ơi. Dạ, 11, rồi, rửa okay. 11. Tàn ngang của em đó là 60 anh ơi. Rồi 60. 60. Rồi chiều cao. Tốt, thằng em nó lên cái đi. Thằng em nó lên 25, 26 đến 25 thôi. Rồi. Dạ cao em này 90 anh ơi. Rồi, em 90. Này giá nhiêu đây? Dạ cái này em giao lưu cô chú anh chị 900 ạ. 900 ngàn dạ, mấy anh ơi. Ship toàn quốc. 900 ngàn bao với ship toàn quốc. Rồi dạ. Phụ đổi luôn mấy anh. Rồi xuống. Phụ đổi. Số 2 lên. Cái cây số 2. Rồi số 2. Hai con trang nhỏ lá nhỏ luôn, một cốt. Hoành hơi nhỏ nha. Cái này cũng hơi xỉu xỉu nhẹ nghe cô chú ơi. Số 2, số 2. Em bao chết, em bao chết nha. Bao chồng chết em đền tiền trả lại chưa? Rồi ok. Dạ. Này hoành của em nó đi. Hoành em nó là 10 anh ơi. Hoành 10. Dạ 10. Cao chưa? Cao của em nó là 70. Cao là 70. Dạ. Tán ngang của em nó là 65. Rồi, xoay dạ. Đi. Rồi, số 2 giá luôn. Dạ, 500 anh, bao ship toàn quốc. Rồi, 500 ngàn mấy anh ơi, rồi phụ đổi luôn. Số 2, số 3 lên. Nè, số 3. Nè, em vô chậu ơi, vô chậu em nuôi lâu rồi nghe cô chú. Đế đẹp nha. Nhỏ thì có vỏ nghe cô chú. Nhỏ có vỏ. Dạ, đế đẹp hết. Nè, mấy hồng nha, lá quắn nha cô mấy cô, mấy chú. Này mấy hồng lá quắn nha. Đế đẹp. Rồi em cho thông số của em số 3 đi. Dạ. Mía hồng. Số em số 3 này. Này hoành nhỏ. Hoành nó có 7 thôi cô chú ơi. Rồi 7 mấy anh hoành ơi. Hoành em nó có 7 à. 7. Dạ. Cao. Cao em nó 62 ạ. 62 rồi. Dạ luôn. 62. Rồi. 8 ngàn em nói được có 30 rồi cô chú ơi. Rồi luôn. Này nó tắt thừng hết trơn nha anh. Này về làm từng từng được nha. Chia cành đều hết. Xoay đi em. Rồi giá luôn. Dạ em giao lưu cô chú anh chị bụi này 800 ạ. À. Cây này 800. Bao ship toàn quốc. 800 ngàn mấy anh ơi. Dạ, bao ship toàn quốc. Mỹ Hồng á. Dạ Mỹ Hồng. Rồi phụ đổi luôn. Rồi 4 lên. Số 4. Trang lá nhỏ luôn anh ơi. Đế đều hết, đế đẹp nha mấy cô mấy chú. Nhỏ nhưng có vỏ. Đế đều hết. Số 4 mấy anh ơi. Nè trang nhà vườn nha, không phải trang nông nghiệp nha mấy cô mấy chú. Lá nhỏ, bông dạ, đỏ đậm. Bông đỏ đậm. Rồi đo luôn. Thằng em nó cũng 7 luôn anh ơi. Rồi 8 tính 7 thôi. Rồi 7 mấy anh ơi. Cao. Chiều cao là 60. 60. Rồi. Dạ. Tàn ngang của em nói là 46 anh ơi. Rồi 46. Dạ. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị cũng 800 luôn. 800 ngàn mã dạ. Số mấy à? Này mã số 4. Mã số 4. Dạ không? Mấy cây nãy giờ ra mấy cây à? 4. Số 4, mã số 4. 800 ngàn. Dạ 800. Rồi phụ đổi mấy anh ơi, phụ đổi luôn. Dạ. Rồi lên. Cái này số 1, số 2 không vậy? Em cái đó luôn. Số 4 rồi tới số 5. Số 5. Mã số 5. Dạ. Thôi số 5 nè, để em tặng đi. Tặng cô chú nào mua bụi trang này em tặng cho bụi này luôn. Đó, ai mua rồi. Cái bự rồi tặng cái nhỏ. Rồi để bụi đó lên.
Ai mua bự tặng nhỏ. Ai mua cái đó em tặng cái đó luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 5. Nè một cốt nha cô chú. Trang đỏ lá nhỏ một cốt nha. Số 5. Dạ. Lá nhỏ bông đỏ. Dạ. Rồi, đo luôn. Đo luôn. Nè em cột sợ nó sức cũ quá. Để đừng cho yếu cái cây. Hoành 11 anh ơi. Rồi 11 anh ơi. 11. Chiều cao luôn, chiều cao luôn. Cao em nói là 102 anh ơi. Rồi ok em. Dạ, 102 ha. Ok. Rồi xây luôn. Tàng ngang cái em nói cái đi. Tàng ngang đi. Tàng ngang nói là em nói 60. 60 rồi. Dạ, 60. Số 5. Dạ, số 5. Giao lưu cô chú anh chị 1.200.000 anh ơi. 1.200.000 dạ, em bao ship toàn quốc. Rồi, phụ đổi luôn. Rồi, phụ đổi. Rồi, số 6. Số 6, lấy cái viết ra mình ơi. Đây trang bụi nha anh. Nguyên bụi luôn mấy anh ơi. Nguyên bụi cũ đế đầy đủ, đẹp hết. Bự hết. Rồi, tập trung lại lắc giùm anh hai người. Tròn vòng luôn. Dạ, thầy Trang đỏ đỏ nha anh. Trang kéo qua, kéo nhỏ. Kéo qua tí xíu. Kéo qua mảnh rồi. Rồi. Rồi, Trang đỏ lá nhỏ. Em này là mã số 6 nha mấy anh. Mã số 6. Mã số 6. Thầy Trang đỏ lá nhỏ ha. Rồi em đo sao đây? Em đo hết cái củ của cái đi. Đế, liền bệ nha mấy cô mấy chú. 105. Rồi ok. Thân bự nhất của em nó. Đại diện. Cốt bự nhất của em đó. Rồi hào thử coi nhiêu. 17 anh ơi. Rồi 17. 17. Ừ. Dạ. Này bụi nha cô chú. Nguyên bụi luôn. Nguyên bụi nha. Khủng lắm à, thấy gì khủng lắm à nha. Em kéo cao rồi. Dạ. Dịnh cái quầy đắng. Dịnh dịnh em. Dịnh dịnh. Chiều cao hết cây thước đây anh ơi. Cao hết thước. Thôi cây thước mà tính cây thước thôi. Rồi rộng thử rồi. Rộng em nó cũng hết cây thước luôn anh ơi. Rồi rộng hết thước luôn. Dạ. Rồi giá số 6 luôn. Cái này em giao lưu cô chú chị 4.500.000 à. 4.500.000 mấy dạ. Anh ơi. Bao ship toàn quốc. 4.500.000. Dạ. Rồi phụ đổi lên tiếp theo. Đây cây số 7. Số 7. Cây nào? Cây này anh ơi. Này rồi. Cũng bụi. 4 thằng anh ơi. Rồi. Cũng thằng bự nha. Vậy là ba anh em vô lắc được không? Thử coi. Quay không nổi quá. Anh đi vòng giùm em đi ha. Được 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 không sao. Anh đi vòng giùm em. Em đo cái củ đế nó trước đi. Quá trời. Quá trời bụi trang nè cô chú ơi. Củ đế nó quá bự luôn nè anh. Liền bệ hết nha. Không có cây nào mà hãy với nhau chứ. Liền bệ hết. Rồi đó. Em đi. Không dám móc củ nha cô đó chú. Đi, đó đi, đó đi. Liền bệ em đó là 57. Rồi 57 mấy anh ơi. Thằng bự nhất của em nó là nhiều. Ăn bự nhất em nói là 19. Rồi 19. 19. Rồi. Dạ. Ăn kế đi. Rồi thằng kế luôn anh ha. Kế luôn. Kế là 18. Kế là 18. Dạ. Kế là 18. Họ thằng đi lên là khoảng 74. 74. Dạ. Rồi. Cao thử ơi. Cao em nói là khoảng 3 mét ạ. À. 2 mét, em tính 2 mét rưỡi thôi. Rồi ok. Cao em nói 2 mét rưỡi thôi, trán ngang nè. Kéo đưa kéo. Cây đó 3 thước á, đưa cây đó đây. Lấy cây đó thử coi. Trán ngang nè. Rồi cây này 3 mét. Trán ngang là 3 mét luôn ơi cô chú anh chị. Trời ơi, giữ gì? Dạ, trán ngang 3 mét. Cái này về khắc được con thú nha. Này về anh em nào đưa khắc được, anh em nó đưa khắc được một con thú. Chi cành đều hết nha cô chú anh chị. Rồi, để anh không đi. Có lỗ hở nha. Để anh đi vòng. Dạ. Nè bự quá em lắc không được. Nó hơi chày da chút hôm qua tại chở xe về bị chày da nha anh. Đây. Dạ, hôm qua hơi chày da chút mà này không sao đâu. Này về hồi em tha keo lại là mới mốt liền à. Rồi em này là mã số 7 phải không? Dạ, mã số 7. Mã số 7. Ghi vô đi để không quên nghe, số 7 rồi cho giá luôn. Dạ. Số 7 này em giao lưu cô chú anh chị 12 triệu. 12 triệu phí ship. Dạ, phí ship toàn quốc. À hôm nay 300 km à.
Em ba bụi là 300 km nha cô chú. Em này là số 7, 300 km. Dạ có gì thương lượng nha. Rồi số... đọc số điện thoại. 7. Số điện thoại em là 0945817308. Mong cô chú và anh chị ủng hộ em giùm ạ. Mình mệt quá. Mười mấy nãy qua nè. Rồi. Rồi, số 7 có giá 12 triệu mấy anh ơi. Số 7 em giao lưu cô chú chị là 12 triệu ơi cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục là gì đây? Tiếp tục là cây mai vàng. Mai vàng tàn. Mai vàng tàn nha cô chú. Mai vàng tàn. Đều hết bốn mặt luôn. Ra em đứng em dơ ta lên giùm anh cái. Dạ. Thử lấy cái cây hồi nãy em, cái cây gì đó, cây 3 mét gì đó. Cây 3 mét. Đưa lên thử coi cao nhiêu. Cao khoảng có 2 mét rưỡi à, 3 mét à. Thử rồi, thử rồi. 3 mét. Rồi, cao 3 mét mấy anh ơi. Rộng. Rộng với ngay 2 mét à. Rộng 2 mét đi. 2 mét đi. 2 mét đi. Rộng 2 mét. Nè, để đều hết nha cô chú. Để đều. Để đều hết nha. Đặng lắp lên nha. Ấy sâu dừa lên nha cô chú. Để đều hết. Quay cái đế mềm luôn anh nè. Rồi bư đi. Để đều hết. Đế cộng là ông lấy bự bự luôn à cô chú ơi. Rồi em cứ đo đi rồi anh đi vòng. Dạ. Anh đi sao. Rồi vị trí đo hiện tại là 37. 37 7 à 7 à. Con xin lỗi cô chú ơi. 40 tính 39 nè cô chú. Rồi ok thoát thân. Dạ. Thoát thân em này là 37 luôn. Rồi 37 luôn. 37. Rồi ok em. Dạ. Mai tàn. Rồi để anh đi vòng. Nè bông 8 cánh nha anh. 8 cánh. Dạ 8 cánh. Đó khách cũng thường hỏi bông mấy cánh. Dạ nè 8 cánh. Rồi em mai này là em mai số 8 anh số ơi. Số 8. Mã số 8. Lấy gì? Mã số 8. Số 8. Số 8. Bông 8 cánh. Rồi đứng lên cho giá nhiêu em ơi. Dạ số cái 8. Này em giao lưu với cô chú anh chị là 12 triệu ạ. 12 bao triệu. Bao ship 300 km ạ. Rồi em này có giá 12 triệu mã số 8. Dạ. Số điện thoại em là 0945817308 anh Hoài. Rồi số 9. Dạ số 9 bên đây anh. Lấy cái cây trắng luôn em. Bên đây. Rồi đẩy cái chiều cao thử coi. Cao nữa. Cao nó cũng 3 mét anh ơi. Cao 3 mét luôn. Dạ, 3 mét luôn. Cao 3 mét luôn. Dạ 3 mét có hơn. Rồi rộng thử. Nhưng mà cây này đặc biệt là mua cây mai em tặng cho bộ ông Trang nha. Đâu tặng cây gì đâu. Nhà, ta tặng em tặng cho lại nha. Đây bộ ông Trang này à. Trang là... không biết Trang gì nữa. Tại tặng rồi lấy luôn á. Như vậy là ai mua cây mai. Ai mua mai em tặng cho bộ ông Trang luôn. Rồi ok em. Ship em bao cho luôn. Trời diễn ra. Dạ anh mới giao lưu đặt đầu với cô chú à. Rồi, này để rồi. Đều hết anh ơi. Bư 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 giùm. Cái này là số 9 nha mấy anh. Này số 9. Số 9. Này cũng đế đều, đế đẹp luôn. Số 9. Quá trời. Đế dữ lắm ạ. À. Tại em sợ nó ấy em đắp lại cho cô chú. Đế đều hết. Cô sạch nha. Ở đâu cũng có ghế chứ á. Rồi ok. Rồi vị trí đo hiện tại thử đi. Thử đi. Nhiêu đây. Hào thử mấy anh ơi. Thực tế. Rồi, hiện tại em nói là 43. Rồi 43. Dạ. Thoát thân. Thoát thân em nói là 55 đi. 55 đi. 55. Thoát thân 55. Dạ 55. Này tàn ngang của em nó cũng 2 mét luôn anh ơi. Toàn ngang thì 2 mét. Dạ 2 mét luôn. Số này số 9 không? Số 9. Một cây mai tàn mấy anh ơi, số 9. Này mai tàn nha. Này cũng 8 cánh luôn anh ơi. 8 cánh luôn. Dạ 8 cánh luôn. 8 cánh luôn. Rồi đứng lên em ơi. Dạ. Rồi số 9 này mình báo giá. Dạ giao lưu cô chú anh chị là 13 triệu. 13. Em bao ship 300 km luôn. Đặc biệt là tặng cây trang. Tặng kêu thêm cây trang nha cô chú. Đọc số điện thoại. Dạ số điện thoại em là 0945817308 ạ. Công. Dạ em tin công. Rồi tiếp tục số 10. Đây số 10 là một cây mai tàn tứ quý. Mai tàn tứ quý.
Đưa cây luôn. Đưa cây luôn, đưa cây luôn. Cao là 3 mét luôn anh ơi. 3 mét có hơn nữa. Cao 3 mét. Dạ. Ok. 3 mét. Rộng khoảng nhiêu? Rộng 2 mét luôn anh ơi. Rộng 2 mét. Dạ tính 2 mét thôi, hơn 2 mét tính 2 mét thôi. Tứ quý ha. Dạ tứ quý, đế đều anh ơi. Tứ quý. Tứ quý mấy anh ơi. Này tứ quý đế đều hết nha. Đế đẹp. Cái này là tối dán số rồi mà. Mưa, hồi nãy mới mưa. Rồi, một chồng. Cái số 10. Rồi, số 10, thông số của số 10. Số 10 em nói là tứ quý 38 anh ơi. Rồi, 38. Dạ, 38. Vị trí đo hiện tại. Dạ. Đó, thằng của em nói lên là 24. 24. Dạ, rồi. 24. 24. Dạ. Số 10. Vì là đã cuối video chưa em? Dạ cuối anh. Rồi cho bà con mình cái lời chào luôn. Dạ cái này lên luôn rồi, giá luôn rồi, lời chào. Cái này em giao lưu cô chú và anh chị là 7,5 triệu. Bao ship cũng 300 km luôn. 7,5 triệu mấy dạ, anh ơi. 7,5 triệu. Bao phí ship 300 km. Dạ. Vì là cuối cho. Dạ em mong chào cô chú và anh chị mọi người tốt quá. Rồi. Mong cô chú và anh chị cũng được ủng hộ em cảm ơn nhiều ạ. Rồi. Thay mặt dạ. Bà con cảm ơn công luôn. Hẹn gặp lại. Mến chào tạm biệt. Chúc sức khỏe luôn. Rồi, tạm biệt mấy anh nha.